Duy Anh Web thiết kế website chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting, hotline 18006223, website duyanhweb.com.vn. Toyota Vios 2021 giá bao nhiêu, khuyến mãi, giá lăn bánh tháng 1 năm 2021 thế nào, đặt hàng bao lâu thì có xe? Toyota Vios luôn là dòng xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam, được mệnh danh là chiếc xe quốc dân. Mẫu xe này thống lĩnh thị trường ô tô Việt Nam với doanh số khủng 27.180 xe bán ra năm 2019, trung bình 2.265 xe một tháng, bỏ xa đối thủ Hyundai Accent và Honda City. Toyota Vios 2021 facelift được nâng cấp thêm nhiều tiện ích đáng giá. Tháng này, giá xe ô tô Toyota Vios 2021 đang được bán như sau: phiên bản Vios 1.50 CVT, 7 túi khí, giá niêm yết 570 triệu đồng giá lăn bánh tại Hà Nội, 663 triệu đồng giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, 652 triệu đồng các tỉnh, 634 triệu đồng. Duy Anh Web chuyên đào tạo quảng cáo Google, quảng cáo Facebook, bán hàng trên Shopee, Sendo, Lazada, hotline 18006223, website duyanhweb.edu.vn. Phiên bản Vios 1.5e CVT, 7 túi khí, giá niêm yết 540 triệu đồng giá lăn bánh tại Hà Nội, 630 triệu đồng giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, 619 triệu đồng các tỉnh, 601 triệu đồng. Phiên bản Vios 1.5e CVT, 3 túi khí, giá niêm yết 520 triệu đồng giá lăn bánh tại Hà Nội, 607 triệu đồng giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, 597 triệu đồng các tỉnh, 579 triệu đồng. Phiên bản Vios 1.5 EMT, 7 túi khí, giá niêm yết 490 triệu đồng giá lăn bánh tại Hà Nội, 574 triệu đồng giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, 564 triệu đồng các tỉnh, 546 triệu đồng. Phiên bản Vios 1.5 EMT, 3 túi khí, giá niêm yết 470 triệu đồng giá lăn bánh tại Hà Nội, 551 triệu đồng giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, 542 triệu đồng các tỉnh, 424 triệu đồng. Phiên bản Vios Limo Taxi giá niêm yết 440 triệu đồng chỉ bán theo lô. Toyota Vios 2021 có khuyến mại gì trong tháng 1? Từ ngày 5 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021, Toyota Việt Nam phối hợp cùng các đại lý triển khai chương trình ưu đãi thay dầu và lọc dầu cơ bản cho xe Vios và Innova. Duy Anh Web thiết kế website chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting, hotline 18006223, website duyanhweb.com.vn. Trên 3 năm sử dụng với mức giá cực kỳ hấp dẫn và dịch vụ nhanh chóng thuận tiện. Về thời gian đặt hàng, tùy phiên bản, tùy màu sắc nhưng hầu như các đại lý Toyota có xe giao ngay. Màu xe Vios, đen, bạc, trắng, nâu vàng, đỏ. Lưu ý, giá xe Vios 2021 lăn bánh ở trên chưa trừ đi mục khuyến mại, nếu như có. Nhưng đã có các chi phí sau: thuế trước bạ, Hà Nội 12%, các tỉnh thành khác 10% giá niêm yết. Tiền biển số, Hà Nội là 20 triệu, Sài Gòn 20 triệu đồng Việt Nam, các tỉnh 2 triệu đồng Việt Nam, đăng kiểm 340.000, phí đường bộ tùy đăng ký tên cá nhân 150.000 một tháng hay pháp nhân 180.000 một tháng. Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, phí làm dịch vụ, giá bán của Toyota Vios và các đối thủ cạnh tranh hiện nay. Toyota Vios giá bán từ 470 triệu đồng, Kia Cerato giá bán từ 529 triệu đồng, Honda City giá bán từ 525 triệu đồng. Mazda 2 giá bán từ 479 triệu đồng, Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng, Nissan Sunny giá từ 428 triệu đồng. Duy Anh Web cảm ơn các bạn đã xem hết video, quý khán giả có câu hỏi hay thắc mắc gì vui lòng comment bên dưới video. Duy Anh Web chuyên đào tạo quảng cáo Google, quảng cáo Facebook, bán hàng trên Shopee, Sendo, Lazada, hotline 18006223, website duyanhweb.edu.vn.